hôm nay. Chào các bạn khán giả của Xem gì hôm nay. Các bạn thân mến, Trung Quốc là một quốc gia đông dân bậc nhất trên thế giới. Chính vì thế mà khối lượng tiêu thụ lương thực thực phẩm cũng là một con số khổng lồ. Thế nhưng đó cũng là bài toán khó cho những cơ quan quản lý chất lượng sản phẩm khi mà Trung Quốc nổi lên với hàng loạt những vấn nạn hàng nhái, hàng giả, thực phẩm ăn uống hàng ngày của chính người dân nước họ hay là cả những nước láng giềng thân quen. Bạn có thể tưởng tượng nổi khi loại dầu ăn làm từ xác động vật chết hay là những chiếc bánh bao có nhân là bìa các tông hay không? Hãy cùng Xem gì hôm nay vạch trần những thực phẩm giả kinh tởm của Trung Quốc nhé! Bánh bao làm từ bìa các tông. Bánh bao là món ăn truyền thống và phổ biến của người dân Trung Quốc. Mỗi ngày tại đây tiêu thụ số lượng lớn bánh bao. Do đó thì không khó hiểu khi mà bánh bao cũng là thực phẩm bị làm giả một cách tinh vi và nhân của nó, thật khó tin, được làm từ bìa các tông. Bìa các tông được sử dụng để làm nhân bánh theo tỷ lệ 6-4, nghĩa là có tới 60% là bìa các tông và 40% là những nguyên liệu khác như là thịt mỡ kém chất lượng. Những miếng bìa được ngâm vào một chậu chứa soda, một loại dung môi dùng trong công nghiệp giấy và xà phòng. Tiếp theo thì người ta sẽ băm nát miếng bìa ra rồi trộn chúng với mỡ lợn cùng gia vị đầy đủ. Sau đó người ta nhồi vào trong vỏ bánh giống như là chiếc bánh bình thường rồi đem bán khắp các khu chợ. Mùi vị của những chiếc bánh bao này không thực sự thơm ngon, khi cắn vào thì hơi cứng và bán chủ yếu cho những người dân nghèo. Rượu giả. Những năm gần đây, Trung Quốc còn nổi lên khi trở thành thiên đường rượu vàng giả, khiến cho các cơ quan chức năng đầu não. Thậm chí là cả những cơ sở sản xuất rượu vàng Pháp chính hãng cũng nóng máu, lao đao. Huyện Sương Lê, tỉnh Hà Bắc là một trong những nơi sản xuất rượu vàng đỏ nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Người dân nơi đây cho biết hầu hết những chai rượu này đều là pha nước, nhiều loại hóa chất, màu nhân tạo cùng với nước cốt nho để tạo thành rượu vàng. Thậm chí là một số loại không có nước cốt nho mà chỉ là hỗn hợp cồn, hóa chất và phẩm màu. Bạn biết không, để sản xuất ra một chai rượu giả với chi phí khoảng 40.000 đồng, sau đó thì lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc và quyết định xử phạt tiền những cơ sở này. Nhưng mức phạt này chẳng thấm vào đâu vì chỉ cần qua một đêm họ sẽ kiếm đủ lại số tiền đó rồi. Công nghệ làm giả này còn tinh vi đến nỗi họ sử dụng chính những vỏ của những chai rượu vàng chính hãng để đổ rượu nhái vào. Số lượng rượu nhái thậm chí còn nhiều hơn cả số lượng rượu vàng chính hãng. Với giá trị lên đến hàng vài chục tỷ, những chai rượu này bán trên Taobao, các quán tạp hóa, thậm chí là các siêu thị. Truyền thông khi ấy cũng rộ lên tin tức người dân Trung Quốc, Việt Nam ngộ độc, thậm chí là tử vong vì uống nhầm rượu giả Trung Quốc. Dầu ăn làm từ xác động vật. Bạn hãy thử tưởng tượng sẽ như thế nào khi mà bạn ra ngoài hàng ăn đồ ăn chiên rán và phát hiện ra loại dầu ăn mà người ta dùng cho bạn là dầu ăn được làm từ nước thải và xác động vật. Nghĩ đã thấy rợn người rồi đúng không nào? Thế nhưng mà thật sự tại Trung Quốc đã có một loại dầu ăn được làm ra như vậy. Trong khâu đầu tiên, những phù thủy chế dầu sẽ cho người tới các container rác thải, thùng rác, máng nước, thậm chí là hệ thống cống rãnh để múc, thu nhặt chất thải, cả thể lỏng và thể rắn về. Mục đích của việc làm này là để tận dụng những lượng dầu mỡ đổ đi trong sinh hoạt có sẵn tại nguồn nguyên liệu đặc biệt trên. Lượng nguyên liệu được tập hợp đưa về xưởng sản xuất thủ công, thô sơ với những dụng cụ chế biến cáu bẩn, mất vệ sinh. Toàn bộ rác thải sẽ được nấu trong các bể xi măng. Tiếp đó, người ta dùng vợt để vớt và loại bỏ những rác thải rắn không thể dùng được như túi ni lông, xương và xác động vật chết. Trong giai đoạn cuối cùng, dầu sau khi được nấu lại vẫn có màu sẫm và sẽ được cho vào những thùng lớn chờ chuyển đi. Chúng sẽ được các con buôn bán cho các nhà bếp của các nhà hàng, khách sạn hoặc là các quán vỉa hè với giá thành thấp. Sử dụng loại dầu ăn bẩn này thì có thể thu lợi nhuận lớn, nhưng mà ngược lại, hiểm họa nó mang tới với người tiêu dùng là khôn lường. Trong đó, chất béo động vật trong dầu tái chế đã qua quá trình thiêu thối, oxy hóa, phân hủy và nhiễm bẩn. Nếu như ăn vào thì có thể gây tổn thương gan, ung thư và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác. Và bạn sẽ thấy hãi hùng hơn khi biết lượng dầu ăn này đã bị xuất sang 12 quốc gia và trong đó có Việt Nam đấy. Mật ong giả. Vào năm 2013, Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV cho biết cảnh sát thành phố Trùng Khánh đã phát hiện nhiều xưởng sản xuất mật ong giả bằng hóa chất và bột nhôm, nước đường, phèn và chất tạo màu. Các cơ quan chức năng cho biết mật ong giả không chứa bất kỳ thành phần nào của mật ong thật. Ngoài ra thì mỗi kg mật ong giả còn có hơn 187mg nhôm. Với chi phí chỉ khoảng 40.000 đồng trên 1kg để tạo ra chai mật ong giả này,
nhưng những cơ sở lừa đảo lại có thể bán với giá hơn 200.000 đồng trên 1 kg. Mật ong giả khá là nặng mùi hóa chất, không mang mùi thơm dịu nhẹ như mật ong thiên nhiên. Sau thời gian đó, người dân Trung Quốc còn dạy nhau cách phân biệt mật ong thật giả bằng cách đổ nước sôi vào một lượng mật ong nhỏ, làm lạnh nó và sau đó thì cho vài giọt rượu gạo vàng vào. Nếu như hỗn hợp này chuyển sang màu xanh, đỏ hoặc là tím, chứng tỏ trong mật ong có chứa bột. Mật ong giả sẽ gây tác hại rất lớn đến hệ thần kinh của người dùng, làm giảm trí nhớ ở người già và làm trẻ nhỏ kém phát triển. Chính dân Trung Quốc khi ấy tự mỉa mai rằng tất cả người Trung Quốc phải tự trang bị kiến thức để trở thành chuyên gia an toàn thực phẩm và xứng đáng nhận giải Nobel hóa học cả đấy. Hạt trân châu làm từ lốp xe, đế giày. Các bạn đang xem video này có ai là fan của trà sữa trân châu không nào? Có lẽ là bạn sẽ phải lợm giọng một chút sau khi nghe đến đoạn này đấy. Chuyện là vào năm 2015, trong khi thực hiện chương trình có tên là Life Help, một phóng viên ở thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông đã uống trà sữa trân châu bán ở một cửa hàng địa phương. Người này sau đó đã bị đau bụng và phải tới một bệnh viện gần đấy để chụp cắt lớp kiểm tra. Kết quả chụp kiểm tra hé lộ, trong bụng phóng viên chứa đầy các hạt trân châu chưa được tiêu hóa. Tại Trung tâm Thí nghiệm Hóa chất thuộc Đại học Thanh Đảo, các nhà khoa học cũng không thể xác định được các hạt trân châu được chế biến từ chất gì. Mặc dù vậy, họ mô tả nguyên liệu đó có tính bám dính rất cao. Các cuộc phỏng vấn giấu mặt với những người quản lý các quán trà sữa khắp thành phố cho thấy, không ai trong số họ dường như biết rõ nguồn gốc của các hạt trân châu trong trà sữa. Tuy nhiên, tại một số cửa hàng, một trong các đối tượng phỏng vấn đã vô tình để lộ bí mật. Tất cả chúng được tạo ra tại các nhà máy hóa chất. Nói thẳng ra là chúng được làm từ đế của giày da và các lốp cũ. Sau vụ việc này, hàng loạt các cửa hàng trà sữa tại Trung Quốc đã tai tiếng lại càng thêm tai tiếng. Vi cá mập. Súp vây cá mập, món ăn đắt tiền và khá phổ biến ở một số nhà hàng cao cấp tại Bắc Kinh, Trịnh Châu và Nam Kinh, Trung Quốc, được phát hiện là tổng hợp của nhiều loại hóa chất. Việc trộn vây cá mập với đồ giả, trong đó phần giả chiếm số nhiều, vào các món súp để phục vụ khách hàng khá phổ biến tại các nhà hàng cao cấp. Nếu như một khách hàng nghi ngờ sụn vi cá mập trong món súp đắt tiền họ gọi không phải là đồ thật, thì nhà hàng sẽ đề nghị thay thế một món ăn khác miễn phí để xoa dịu. Vi cá mập này được làm từ hỗn hợp bột đậu, chất gelatin, natri và một số hóa chất khác. Theo ước tính của CCTV, khoảng 40% vi cá mập tiêu thụ tại các nhà hàng Trung Quốc có thể là đồ giả. Các chuyên gia cảnh báo những hóa chất và chất phụ gia được sử dụng làm vi cá mập giả đều có độc và có thể gây nguy hiểm cho phổi cùng nhiều cơ quan khác trong cơ thể như là gan, thận. Hơn nữa thì vi cá mập giả chỉ có giá khoảng chưa đến 20.000 đồng trên một chén, nhưng mà các nhà hàng bán với giá trên trời, có nơi lên đến 3,34 triệu đồng trên một chén cơ đấy. Đúng là tiền mất tật mang mà. Trứng gà giả. Trứng là thực phẩm phổ biến trong cuộc sống, là thực phẩm dinh dưỡng quý giá đối với sức khỏe. Chính vì vậy, nhiều cơ sở chăn nuôi đã vì lợi nhuận mà đem trứng đi tẩy trắng, bán với giá cao như là trứng gà ta thật. Đồng thời thì nhập trứng không rõ nguồn gốc, trứng bị quá hạn bị ung, không sử dụng để bán cho người tiêu dùng. Trứng gà giả hay còn gọi là trứng gà nhân tạo, có lòng trứng được tổng hợp, pha chế từ nhiều loại hóa chất như axit hữu cơ, cellulo và các chất phụ gia như là phèn chua, keo, sắc tố chanh, sáp paraffin, bột thạch cao. Theo các chuyên gia y tế, những trứng gà giả này không những giá trị dinh dưỡng thấp mà còn chứa độc tố và nếu như ăn nhiều, phèn chua trong trứng sẽ làm giảm trí nhớ, thậm chí là dẫn đến thiểu năng trí tuệ. Ngoài ra thì còn có thể là những loại trứng gà ủ hóa chất để lòng đỏ trứng gà trở nên đỏ hơn, hoặc là các hóa chất tẩy trắng vỏ trứng để hô biến trứng gà công nghiệp thành trứng gà ta để nâng giá thành lên cao hơn. Hiển nhiên là rất hại cho sức khỏe của người tiêu dùng, phát sinh nhiều bệnh nguy hiểm về sau. Bạn kinh ngạc với món đồ giả nào của Trung Quốc nhất? Bạn còn biết loại thực phẩm giả nào nữa không? Thì bình luận phía dưới cho mình biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Cảm ơn các bạn khán giả đã xem video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy hay,
nhấn like, share video này và đăng ký kênh nữa nhé. Nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo và là người đầu tiên xem video của chúng mình vào lúc 18 giờ tối và 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Cũng đừng quên tham gia với chúng mình trong group Trang trại nhà Gen Z trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin thú vị và nhận quà hấp dẫn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.